Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Yếu tố hồng và chuyên trong bộ chính trị Ngày 5 tháng 7, BBC tiếng Việt bình luận Việt Nam bộ chính trị và vấn đề hồng hơn chuyên. Theo đó, sau khi ông Đinh Tiến Dũng ra đi, bộ chính trị càng trở nên hồng hơn chuyên. Theo nhiều nhà phân tích, điều này phản ánh nỗi lo của đảng. BBC dẫn đánh giá của tiến sĩ khoa học chính trị Nguyễn Khắc Giang cho rằng bộ chính trị khóa 13 hiện chỉ có ông Lê Minh Hưng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước được coi là nhà kỹ trị. Trong khi đầu khóa, theo ông Giang, con số này là 5 người, nhưng đều đã xin thôi, gồm có Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng. Trong khi đó, Bộ Chính trị khóa 12 có 7 người được cho là nhà kỹ trị. Tiến sĩ Giang viết rằng, đây là tỷ lệ kỹ trị thấp nhất trong Bộ Chính trị kể từ năm 1997. Đảng thường tuân thủ nguyên tắc vừa hồng vừa chuyên, này tầm quan trọng này hiện đã lệch hẳn sang vế đầu. Và đây là hình bài trên BBC. Tiến sĩ Giang chỉ ra rằng chất kỹ trị ngày càng suy giảm của các nhà lãnh đạo hàng đầu làm dấy lên mối lo ngại về khả năng của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức nhiều mặt từ các vấn đề kinh tế đến chuyển đổi năng lượng và chính sách đối ngoại. Theo ông Giang, điều này cũng cố niềm tin rằng trong bối cảnh không chắc chắn của chiến dịch chống tham nhũng sẽ khôn ngoan hơn nếu các quan chức giữ an toàn bằng cách làm ít hơn để tồn tại thay vì chấp nhận rủi ro. Thực tế này khó mà khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm để giải quyết tình trạng tê liệt quan liêu hiện nay. BBC dẫn bình luận của giáo sư Carthager, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm cho rằng, để hiểu thấu đáo thì cần làm rõ sự khác biệt giữa người có chuyên môn về lĩnh vực nào so với nhà kỹ trị. Giáo sư Carthager nêu trường hợp của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khi ông Chính được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào năm 2016, đã có nhiều lời chỉ trích rằng ông thiếu kiến thức chuyên môn về kinh tế. Theo quan sát của tôi lúc đó, có lẽ ông ấy rất giỏi lắng nghe tư vấn chuyên môn và giỏi về mặt quản lý. Đồng thời, ông Taylor cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc xét đến các thành viên của chính phủ vì ông cho rằng trình độ của các bộ trưởng hiện nay là nguồn chuyên môn kỹ thuật chính để lãnh đạo Việt Nam. Và đây là hình bộ chính trị khóa 13. Về yếu tố hồng của giới lãnh đạo, BBC dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng do công tác nhân sự mà ông Trọng dẫn dắt đã thất bại, nên ngay cả yếu tố hồng cũng không được đảm bảo. Từ đầu khóa tới nay, Bộ Chính trị đã mất 7 ủy viên, trong đó có 5 người mất chức trong năm 2024. Trong số những nhân vật lớn mất chức, có những người suốt sự nghiệp chỉ làm công tác đảng, có thể coi là hồng của hồng, hồng hơn cả hồng, như ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai. BBC dẫn lại nhận định trước đây của giáo sư Kha rằng, việc nhiều ủy viên bộ chính trị có cả tới trụ bị mất chức và các ủy viên trung ương đảng chịu tù tội cho thấy công tác nhân sự rất yếu kém. Trong khi đó, BBC cho biết công tác nhân sự luôn được ông Trọng nhấn mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt và liên quan đến vận mệnh của đảng và tiền đồ phát triển của đất nước. Việc có quá nhiều cán bộ cấp trung ương quản lý bị kỷ luật, bị truy tố, khiến tổng trọng càng nhấn mạnh yếu tố hồng trong công tác nhân sự thể hiện qua 3 trong số 4 người vừa được bổ sung vào Bộ Chính trị. Đó là trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Abuza rằng ba người này đều không có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước hay trong lĩnh vực kinh tế, cho thấy đảng đang thật sự quan ngại về công tác huy động quần chúng và sự kiểm soát của đảng. Quý vị đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Yếu tố hồng và chuyên trong bộ chính trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tâm sự của nhà ngoại giao Ukraine khi rời Việt Nam. Ngày 10 tháng 7, bà Natalia, đại diện hay còn gọi là tham tán của Ukraine tại Việt Nam, đã viết những lời chia tay với Việt Nam trên trang Facebook cá nhân của bà. Bài viết có tựa đề Tôi rời Hà Nội với một trái tim nặng trĩu nói lên tâm sự của bà trong tư cách một nhà ngoại giao khi đất nước của bà đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Thưa các bạn thân mến, hôm qua là ngày cuối trong nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam tôi đang hướng đến Kyiv để đảm nhận một vị trí mới tại Bộ Ngoại giao Ukraine. Một phần bởi vì, với tư cách là một nhà ngoại giao, tôi đã không thành công trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng trong cuộc chiến mang rợ của Nga chống lại người Ukraine, không có chỗ giao dịch làm ăn như thường lệ với Nga. Và trong khi tên lửa của Nga nhắm vào các bệnh viện nhi và bệnh viện phụ sản ở Ukraine, thì bọn tội phạm chiến tranh Nga được các quan chức cấp cao Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Và đây là hình status trên trang Facebook cá nhân của bà, Natalia. Một phần khác như một người bình thường, tôi lo lắng về tương lai, sống dưới những mối nguy hiểm và khó khăn của chiến tranh. Nhưng có một phần lớn và rất quan trọng trong cuộc sống của tôi ở Việt Nam, làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Đó là các bạn, những người bạn mà tôi đã gặp trực tiếp và trên các mạng xã hội, qua email và qua điện thoại trên đài phát thanh và trên truyền hình giữa những người sống ở các thành phố lớn và nhỏ ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Các bạn, những người đã ở đó vì tôi và Ukraine để giúp chúng tôi bảo vệ đất nước và con người của chúng tôi bằng mọi cách có thể. Những trải nghiệm và kỷ niệm tại Việt Nam sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Những bài học về lòng hiếu khách, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và động lực để tôi cống hiến và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng tình và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi biết chắc rằng dù ở bất kỳ nơi nào, tình cảm và sự gắn bó với người Việt Nam vẫn sẽ luôn đồng hành cùng tôi. Do công việc tiếp theo của tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực kinh tế, tôi sẽ ít viết bằng tiếng Việt hơn về các sự kiện ở Ukraine. Mong các bạn tiếp tục theo dõi trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Và đây là hình bà Natalia. Những lời tâm sự của bà đã nhận được những phản hồi tích cực, những lời động viên của nhiều người Việt Nam yêu quý Ukraine và yêu quý hòa bình. Theo đó, nhà báo Nguyễn Thông động viên rằng, bạn hãy tin rằng những người dân Việt tự tế chứ không phải những kẻ cầm quyền, luôn ở bên và ủng hộ các bạn. Ukraine nhất định phải thắng, phải thắng. Công lý, chính nghĩa sẽ thắng hung tàn. Nam Nguyễn Đức Việt chia sẻ rằng, bạn đừng buồn, bạn đã rất thành công trong lòng những người Việt có lương trì. Và Nick Lauta, tức nhà văn Tạ Duy Anh, tỏ ra tiếc nuối. Tiếc là không thể đến tiễn bà công sứ được. Xin thứ lỗi và chúc bà cùng gia đình may mắn, hạnh phúc. Chúc nhân dân Ukraine anh hùng luôn đoàn kết, sát cánh cùng với vị tổng thống vĩ đại, đánh đuổi bọn xâm lược tàn bạo ra khỏi bờ cõi. Nick Nguyễn Hữu Thao bày tỏ rằng, là một người Việt Nam, tôi cũng lấy làm buồn và xấu hổ về những xử sự, sự của ngoại giao Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam trong hơn 2 năm qua về cuộc chiến tranh xâm lược khủng bố của Putin và bè lũ. Tôi tin tưởng rằng dân tộc Ukraine anh hùng với sự giúp đỡ của bạn bè khắp năm châu bốn bể sẽ chiến thắng kẻ thù hung bạo mang rỡ nhất trong thế kỷ này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tâm sự của nhà ngoại giao Ukraine khi rời Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.